Hello, xin chào mọi người. Chào cả nhà mình. Hôm nay mình sẽ có một sản phẩm mới về rửa mặt, rửa bát sinh học. Đây. Mình sẽ rửa bát cho các bạn xem là cái sản phẩm này nó là an toàn chất lượng. Trước đây mình hay dùng cái sản phẩm nó mang tính chất nhiều cái thành phần của hóa học. Hôm nay mình sẽ rửa nên nước rửa bát rất là đậm đặc và mình sẽ rửa công thức tạo bọt mà không có hại đến da tay. Đây là một sản phẩm mới ra. Nay mình sẽ làm video để rửa bát cho các bạn xem. Sau khi mình sử dụng cái sản phẩm mới này thì tất cả nó sẽ không khô ra tay, không hại đến da tay. Đấy, mình chỉ rớt ra một tí thôi mà sẽ độ tạo bọt của nó rất mềm. Mình dùng cái sản phẩm mới nước rửa bát sinh học Litalite, sản phẩm sinh học mới đấy các bạn, thì mình chĩa chán qua một lượt. Đây mọi người nhìn này, sáng bóng, sáng bóng sạch, không có độ trơn độ nhớt này, da tay rất là mềm mại này. Đây. Đấy, mình chỉ chán qua lại và cái đĩa bát mình nó sẽ bóng sáng, mùi thơm mát dị. Sau cái clip của mình mà mua sản phẩm này mình sử dụng rồi thì mình cảm nhận là rất là tốt. Thì mọi người có thể là mua cái sản phẩm mới này để dùng để bảo vệ gia đình, bảo vệ cái bữa cơm của mình, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình bằng cái sản phẩm sinh học này mọi người nha. Đấy, rất là sạch luôn này. Đây cả nhà, sau giờ da tay mình mềm lắm, mềm nó không để lại bọt. Bây giờ mình xoa nó sẽ không tạo bọt, nhưng với sản phẩm khác là sau này mình xoa nó sẽ tạo bọt, mà bây giờ nó rất là sạch này. Nó sẽ rất sạch mà nó không có nhớt cái tay của mình nhé mọi người. Nó rất là mềm luôn. Và hẹn lại cả nhà nha. Đấy, rửa bát rất là nhanh, bát rất là sạch và bóng luôn đấy cả nhà.